Bự chào các bạn. Hôm nay bé Bự trở vào bếp để share với các bạn một cái món ăn nữa ha. Đó là cái món mì xào giòn. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn vào bếp nha. Thì làm mì xào giòn á, thì mình phải có mì. Mì á, thì bé Bự xài cái hiệu này đây. Dạ Đó, rồi xong rồi á, mình sẽ sợi nó ra. Mình sợi nó ra rồi xong rồi mình đem đi chiên. Mình đem đi chiên ha. Rồi, cái kế đến á, là mình cái này bữa nay bé Bự xào mì xào giòn mà đồ biển. Thì cái này là bé Bự có mực. Mực mà mực ống, cái con bự có râu luôn á, mà nó sạch trơn à, trắng tươi à. Các bạn mua về rồi thái nó ra rồi rửa với muối. Rồi cái này là tôm. Tôm này là tôm 16-20. Rồi cái này là scallop. Rồi cái này là thịt cua giả. Đó. Còn rau cải thì mình có rau gì thì mình làm rau đó. Bé Bự thì có mushroom nè, có ớt sweet pepper nè, có cái cải napa với cà rốt, với cái này là củ radi. Mình muốn ăn cái gì thì mình bỏ cái đó nha các bạn. Đáng lý ra có nấm đông cô nữa mà bé Bự nay có đi chợ có nấm này thôi. Rồi kế đến là mình sẽ làm cái nước sốt. Cái nước sốt á, thì bé Bự có một muỗng canh cái này là dầu hào nha. Tại vì bé Bự mua một nguyên cái thùng 5 pound á. Rồi xong rồi bé Bự cho vô hũ rồi múc ra mình xài dần thôi. Rồi kế đến là mình sẽ xài là một cà phê bột ngọt, bột nêm nấm đó, bột nêm chay đó các bạn. Rồi với lại một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê đường với nửa cà phê tiêu. Rồi cái này thì là bột năng. Ý cái này là bột bắp. Bé Bự thì xài bột bắp nhưng mà tùy các bạn. Nếu các bạn có bột năng thì các bạn xài bột năng, còn không có thì mình xài bột bắp. Bé Bự xài bột bắp, không có bột bắp xài bột năng. Rồi mình cho vô đây là một muỗng, hai muỗng canh nước. Rồi mình hòa nó đi. Đó. Mình hòa tan để một lát mình làm cái nước sốt nha các bạn. Với thêm nữa đó là bé Bự sẽ có, bé Bự sẽ cạo cái này xuống ha. Rồi xong rồi mình đông một muỗng canh dầu mè. Cái này phải có dầu mè nha các bạn, dầu mè nó mới thơm. Cái này thì mình làm cái căn bản như vậy, nhưng mà khi mà mình xào rồi thì mình sẽ test coi nó cái độ nó ra cái độ mặn ngọt nó có vừa miệng không nha. Rồi á thì cái mì này á mình sẽ xới nó ra. Sẽ xới nó ra rồi đặng mà mình chiên. Bé Bự nghĩ bé Bự chỉ xài hai gắt thôi. Bé Bự chiên hai lần cho các bạn coi thôi ha. Rồi. Mình chia ra làm hai lần. Đó. Mình phải xới nó ra nha các bạn. Xới nó ra để vũ cho cái bột của nó rớt xuống. Rồi. Xong rồi bây giờ mình qua bếp mình chiên ha. Rồi, bây giờ bé Bự sẽ mở dầu lớn lên. Đó. Nãy giờ nó cũng lớn rồi nhưng mà tại vì sợ không có kịp đó. Rồi á, bên đây là bé Bự bắt một nồi nước sôi. Một nồi nước sôi để mà mình trụng rau cải. Vì trong thời gian đó mà mình chờ cho dầu nó sôi thì mình cho chút xíu muối vô đây. Chút xíu muối vô đó. Với cho một chút dầu vô. Đó. Trụng rau cải với cái đồ gì. Rồi nước sôi rồi thì mình sẽ cho cái broccoli vô.
broccoli vô với lại cà rốt. Cà rốt này thì mình cũng ăn sống, thật ra broccoli thì mình cũng ăn sống, nhưng mà mình muốn trụng sơ vậy thôi nha các bạn, chứ không có sao hết. Rồi, vậy là thôi rồi đó. Xong rồi đó, cái đó là cho cái này là cho ra cái phần rau cải nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái rau cải này ra trụng vậy là được rồi nha. Không có cần trụng nhiều. Rồi mình sẽ xối sơ lại nước lạnh. Sẽ xối sơ lại nước lạnh để cho nó giữ cái độ cái độ nó xanh đó các bạn, với lại giữ cho cái ngọt của rau cải đó. Yeah. Rồi. Xong rồi. Này nó cũng chưa sôi. Dạ không sao. Bây giờ mình tiếp tục mình làm cái vấn đề này. Thì mình để cho cái này nước sôi trở lại thì mình rau củ thì mình chỉ trụng có hai cái thứ đó thôi nha. Yeah. Rồi á, kế đến là mình sẽ trụng cái mực với cái tôm. Nước sôi rồi mình cho nó vô rồi mình sơ qua cái là mình lấy ra thôi. Dạ. Yeah. Rồi, nước sôi rồi thì mình sẽ cho mực với tôm với scallop vô mình trụng. Dạ. Yeah. Rồi mình sẽ vớt ra cái này. Đó, mình trụng sơ nó đi. Mình không có cần ướp cái gì nha các bạn, tại vì đồ biển thường nó cũng mặn rồi, nó cũng có cái vị mặn rồi, mình trụng sơ nó vậy thôi. Rồi rồi xong rồi mình tắt lửa thì cái dầu này nó cũng sôi. Rồi thì bây giờ cua giả không có trụng, cua giả nó gãy rồi. Bây giờ các bạn thấy dầu nó sôi chưa, nhưng mà nếu mà các bạn dầu mà chưa có sôi á thì các bạn bỏ vô nó sẽ bị sượng cái mì. Thì mình sẽ lấy một cái cọng mình thả trước đó mà nó nổi lên liền vậy á là được nha các bạn. Dạ. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ cho vô chiên nè. Đó rồi mình trở qua đó. Như vậy á mì nó mới ngon nha các bạn, chứ mà nếu mà cái dầu mà chưa có tới là nó không có ngon. Dạ. Yeah. Để bự chiên thêm một bánh nữa nha. Này đó. Nó phải nếu mà dầu cho thật là sôi thì mình ăn cái mì nó mới ngon. Dạ. Yeah. Đó, nó vàng bên rồi, thấy không các bạn? Chiên cái này cũng lẹ lắm. Rồi á, mình muốn mà làm cho nó một cái bô á, thì mình giữ vậy một chút xíu nè. Rồi nó sẽ có cái lõm ở chính giữa. Dạ, yeah, đó, mình để như vậy. Vậy là xong rồi đó. Xong cho cái phần này rồi. Rồi bây giờ á, thì bé Bự sẽ dẹp cái này nha. Dẹp cái chảo. Dẹp cái chảo này đi. Dạ. Yeah. Rồi mình cho cái chảo này qua. Để cho cái chảo này nó nóng rồi mình sẽ xào. Mì này thì là coi như xong rồi đó. Cái đó là cái dĩa để mà mình cho mì ra. Rồi thì bây giờ bé Bự nghĩ á,
là dầu nó đã chảo nó đã nóng rồi đó. Đó, bây giờ bếp bự chùi sơ nó một cái rồi, tại vì sợ nó có nước. Rồi. Dầu nóng rồi, chảo nóng rồi đó. Cái này là dầu mà để bếp bự, dầu mà mình để mà mình thắng dầu, thắng hành đó, mình phi hành đó. Rồi mình để đây mình xào. Dạ. Yeah. Thì bếp bự sẽ cho là vô đây á là 1 cốc đường, ý một muỗng muỗng canh tỏi. Tỏi nhiều hay ít gì cũng tùy mình thôi nha các bạn. Dạ. Yeah. Rồi sau đó rồi mình cho tỏi nó thơm rồi, nó vàng rồi thì mình sẽ cho cái đậu xào này vô. Đó. Đó, cho tỏi này vô. Rồi mình sẽ cho vô đây á. Cho vô đây á là một cho vô đây nước súp. Nước sốt mà hồi nãy mình làm đó. Yeah. Đó, rồi mình cho vô đây. Đó. Mình sẽ cho vô đây á là một muỗng canh nước súp gà. Yeah. Đó. Cho vô đây một muỗng canh nước súp gà đó. Rồi. Để một muỗng canh hai muỗng canh tùy theo các bạn muốn ăn nước nhiều hay là không á. Dạ. Yeah. Cái này nó còn dính ở đây thôi, cái bự tráng chút cho nó sạch cái này ha. Đó. Rồi á, mình sẽ cho cái cua giả vô nè. Đó. Cho cua giả vô. Rồi á, mình sẽ cho mình coi mình liệu coi cái tôm đồ với lại scallop đồ của mình á là nó chín chưa. Thấy không? Mấy bự thấy cái này nó hơi đặc nè. Mấy bự thêm một muỗng canh nữa nha. Mình cho cái nước nó hơi xết xết thôi chứ không cần nhiều nha các bạn. Dạ. Yeah. Rồi. Xong rồi á, mình sẽ cho cái nước bột bắp vô. Đó, cho nó xết xết vậy thôi. Rồi, cho nó chín. Đó. Các bạn thấy không? Rồi, xong rồi á, mình sẽ cho hết cái dĩa này vô. Hết cái dĩa đồ mỗi này vô. Dạ. Yeah. Cái dĩa rau cải này vô. Rồi mình xào lên thôi. Đó. Tại vì á, cái đồ biển á, thì mình cũng đã trộn rồi nha các bạn. Dạ. Yeah. Nếu mà mình thấy mà cái nước mà nó nếu các bạn muốn ăn có nước á, thì mình thấy nó hơi đặc á, thì mình cho thêm chút nước. Cũng cái này cũng tùy thôi. Dạ. Yeah. Đó. Rồi vậy là xong rồi đó. Các bạn thấy lẹ không? Rau củ nó cũng vừa xanh mà bây giờ trước khi mình bớt lửa một chút nha. Rồi xong rồi giờ mình bé bự sẽ thử nè, coi nó ngon không. Rất là vừa. Nhưng mà bé bự thấy hình như nó hơi không có nước một chút nè. Bé bự muốn thêm một muỗng nước lạnh thường thôi nha. Yeah. Đó, rồi mình cho nó sôi trở lại cái là mình múc ra đó. Mình phải thử nha các bạn. Dạ. Yeah. Giờ nó sôi lại rồi nè. Đó, nó sôi lại vậy là được rồi đó. Rồi, vậy là xong rồi. Vậy là mình có một cái
cái gì mì xào giòn rồi ăn xong rồi. Rồi bây giờ đó thì bé Bự sẽ rinh cái mì này qua bên này đó. Nó không có được khéo, nó hơi bị bể nhưng mà không sao. Rồi xong rồi á, mình cho một chút nữa đi ha, cho một chút nữa lắp bên đây. Dạ yeah. Đó rồi á, mình lấy cái muỗng mình sẽ múc cái này mình bỏ lên trên đây đó. Cái này thì ăn thua gì cái nước sốt với lại cái rau củ mình làm cho nó màu mè thì nó đủ sắc màu thì nó đẹp nha các bạn, thì nhìn nó hấp dẫn thôi. Dạ yeah. Đó thêm nha, thêm phải thêm, không thêm thì nằm đêm hay mớ đó. Rồi còn bé Bự không phải cho nó đẹp chút xíu mới được. Nó vừa ngon mà nó phải vừa đẹp nữa. Mình khi mà mình sửa soạn lên thì mình sẽ cho nó đẹp mắt một chút xíu ha. Dạ yeah, đó. Rồi vậy là cũng tạm xong rồi phải không các bạn? Dạ yeah, cho cái bông lên nữa đi cho nó đẹp đó, cho nó có sắc màu. Rồi xong rồi á, mình sẽ cho vài cọng ngò ngò rí lên. Cái này nằm xuống chứ sao đứng lên vậy? Rồi á, bé Bự sẽ cho vô cho một chút rắc muối tiêu lên nè, đó. Rồi vậy là xong rồi. Bé Bự mời các bạn với hôm nay á, bé Bự thu hoạch nè, ở vườn của bé Bự dưa gang nè. Bé Bự mời các bạn nha, các bạn thấy ham không? Với lại bé Bự có một cái này mà muốn nói với các bạn đó, có mấy bạn hỏi bé Bự sao mà trồng được vậy. Thật ra đó thì bé Bự không có biết trồng, nhưng mà để bé Bự sẽ hỏi kỹ rõ ràng coi cách thức làm sao ha, coi cái ông mà trồng nó, cái ông trồng sao, cái bác trồng nó, bác trồng sao, rồi bé Bự sẽ mách với các bạn nha, chứ không phải bé Bự giấu nghề đâu. Dạ yeah. Hồi năm rồi á, các bạn biết không, bé Bự được 40 trái luôn. Năm nay á, thì bé Bự được khoảng chừng 20 trái à, tại vì nắng quá. Bé Bự mời các bạn nha. Rồi bây giờ bé Bự mời các bạn ăn mì xào giòn với bé Bự nha. Bé Bự chúc các bạn thành công, hẹn gặp các bạn ở cái món ăn kế tiếp. Bé Bự chào.